Ok, là đầu tiên xin chào tất cả các anh em gần thủ đam mê cá từ miền Tổ quốc. Hôm nay tục lên cho anh em một clip gồm 18 cuộn cước cho anh em, 18 cuộn cước này là 18 cuộn cước Nhật Bản, cước ni lông. Có size từ size số 3 đến size số 10. Rồi, đem vô cụ thể từng cuộn cho anh em xem. Em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng trước thanh toán, nếu hàng lỗi hoặc không giống clip em lên thì anh em gửi vào cho em. Anh em không tốn một đồng phí ship nào hết. Rồi, cảm ơn anh em. Đem vô cuộn thứ nhất nha mọi người. Đây, cuộn này là cuộn thức thứ nhất, một cuộn cước cổ đeo, hàng còn nguyên zin nha anh em, nó hàng còn bao đầy đủ. Cuộn cước này cước màu trắng, mã code mã gạch đầy đủ hết nha anh em. Cuộn này là hàng của Seben, cuộn này tổng là được 500 m, size số 8, đường kính là 0.47 mm, tải được 14 kg nha anh em. Một hàng đeo thương hiệu là đệ nhất. Cuộn này thì có giá sẽ là 400k, cuộn số 1. Còn mới nha anh em. Rồi, cuộn số 1 giá 400k, cuộn này chuyên cho đánh bạo lực rồi, câu cha. Câu cha, câu chinh bè. Cuộn này vô máy bự. Rồi, cuộn thứ nhất có giá 400k nha mọi người. Tiếp theo là cuộn số 2. Một cuộn của hàng Lion. Hàng Japan nha mọi người. Cuộn này vẫn còn rất là nhiều nha anh em. Hình như là nguyên zin luôn á. Dây khá đẹp nè. Dây đẹp lắm. Còn đầy luôn nha anh em. Cuộn này thì có size số 8, 600 m, đường kính là 0.47 mm, tải được 17 kg nha anh em. Hàng máy in Japan. Cước này thì em đảm bảo với anh em 100% là em lấy từ Nhật về, nó dám đảm bảo luôn. Đây, cuộn thứ hai vẫn có giá 400k nha anh em. Giá này là giá chưa bao gồm phí ship. Phí ship đối với cuộn cước này của em nó tầm 30k một đơn nha anh em. Đó. Một cuộn số 2. 600 m, dây số 8, cuộn này tấm tra bá chế bộ chét này, rất là đẹp nha anh em. 400k. Tiếp theo là cuộn số 3. Rồi, cuộn số 3 là một cuộn cước của Daiwa. Hàng Japan nha anh em. Cuộn này thì có size số 5. Size số 5 đường kính là 0.37 mm, dài 500 m. Cuộn này còn niêm phong, em đảm bảo với anh em đủ 500 m cho anh em. Đó. Cuộn số 3 nha anh em, hàng made in Japan. Hàng này cuộn số 5 nó tải được 20 lb, là 10 kg. Hàng xe bên nha anh em. Rồi niêm phong nha anh em, đầy đủ hết. Rồi, giá cuộn số 3 vẫn là 400k nha anh em. Cuộn này 500 m, về câu biết nào hết. Tiếp theo sẽ là cuộn số 4. Cuộn số 4 là một cuộn cần cuộn cước của Biggie. Cuộn này để em xem. Cuộn này còn niêm phong, đây chưa lấy ra luôn nha anh em. Đó, cuộn này màu xanh lục, màu xanh nước biển nha anh em. Cuộn này dây số 5, đường kính là 0.37 mm, giá công khai cuộn số 3 là 350k. Cuộn số 4 chứ, giá công khai cuộn số 4 là 350k nha anh em. Nói chung là dây này đẹp đẽ. Cuộn này thì nó không ghi thông số tải nên em không đọc. Cái nào không biết thì không nói. Hàng máy in Japan nha anh em. Đó, cuộn số 4 mà cũng khá đẹp đấy. Dây số 5, 600 m. Tiếp theo sẽ là cuộn số 5 nha anh em. Cuộn số 5 là một cuộn của hàng Viking. Đó, cuộn này là cuộn dây số 10. Dây số 10, đường kính là 0.52 mm. Cuộn này cũng còn khá là đầy anh em. Nó để là 500 m. Nó để đây là 500 m. Nếu trừ hao thì cuộn này trên 400 m nha anh em. Anh em ra nhìn. Cuộn này vẫn còn trên 400 m. Tầm đó hao hụt không nhiều đâu. Rồi, cuộn số 5 có giá là 300k nha anh em. Đó, cuộn này thì em không dám đảm bảo với em còn nguyên 500 m không, nhưng em chắc đảm bảo với anh em là trên khoảng 300 m là dư sức.
cuộn dây số mừng đó, mắc lên xe bên hàng weekend, hàng khá đẹp nha anh em, mã hoạch đầy đủ rồi, giá cuộn số 5 300k đó. Dây số mừng đường kính là 0.20mm, 0.52mm. Tiếp theo vẫn là cuộn dây weekend, cuộn này là cuộn số size số 8, đường kính là 0.70mm. Đây anh em, nó cuộn này đã được lấy ra rồi, nó xài rồi, nó cuộn nào chắc xài rồi với anh em, em chắc báo hết. Cuộn này em đúng đảm bảo với anh em tầm khoảng, còn tầm khoảng 300m độ, tầm khoảng 400m độ rồi, đó. À, mắc Isabel nha anh em. Cuộn này vẫn nó không ghi thông số tải nên em không đọc. Rồi, cuộn số 6 giá vẫn là 300k. Hàng extra. Hàng này câu cha là, hàng này câu cha là bao bền luôn nha anh em. Mấy cuộn này cắn nó cà thụng vô vui lắm. Rồi, tiếp theo sẽ là cuộn số 7. Cuộn số 7 là một cuộn của hàng Vinta. Cuộn này còn niêm phong nha anh em. Đây, cuộn này anh em chưa câu luôn. Dây này ở Việt Nam anh em câu nhiều lắm nè. Cuộn này là hàng Made in Japan. Dây là dây số 7. Đường kính là 0.435mm. 0.435mm. Đó, tải được mực 5kg. Cuộn này về đánh cha là khỏi bàn. Đẹp. Dây khá đẹp nha anh em. Mấy cuộn cước này là toàn bộ là dây ni lông nha anh em. Đây thông số đó đây, đó. Ở vàng. Vista. Cuộn này có giá là 400k nha anh em. Cuộn số 7. Cuộn này cuộn số 7 400k. Khá đẹp nha. Cuộn này về câu cha, câu chép, câu lăng xê đánh biển đều rất là ok. Tiếp theo sẽ là cuộn số 8. Cuộn số 8 là một cuộn Ligon. Cuộn này cuộn dãy số 5. Đường kính là 0.37mm. Cuộn này được lấy ra rồi nha anh em, nhưng mà còn rất là nhiều nha. Đó. Cuộn này chắc còn khoảng trên 200m, 300-400m. Cuộn này là 600m nhưng đã được xài rồi. Đó. Cuộn xài rồi thì em chỉ nhắm chừng tới với anh em thôi. Cuộn này thì nó tải được 10kg. Khá là trâu nha, hàng xe ben. Thông số đầy đủ nha. Cuộn này xài rồi. Đó. Rồi, giá công khai cuộn này thì mất tiêu rồi. Giá công khai là 200k nha anh em. Cuộn này đảm bảo với anh em tầm khoảng trên tầm khoảng 300m. Giá 200k, cuộn này còn 300m. Tiếp theo là cuộn số 9. Cuộn số 9 là một cuộn dây xây số 7, đường kính là 0.43mm. Có tổng cộng là 500m. Nhưng chắc được bóc tem rồi. Bóc tem thì em chỉ dám đảm bảo với anh em cuộn này còn tầm khoảng 300m thôi, 300m, 400m. Cuộn này đảm bảo với anh em 100% là ni lông, một hàng Made in Japan của Nhật. Rồi, giá công khai cuộn số 9 này là 250k nha anh em. Đó. Dây số 7 nha anh em. Tiếp theo sẽ là cuộn số 10. Cuộn số 10 là một cuộn của hàng gì em không biết đâu. Cuộn này là dây số 10 nha anh em. Đó. Đường kính là 0.52mm. Có tổng cộng là 500m. Cuộn này cũng được bóc tem rồi. Thấy còn khá nhiều á. Nói chung thì cuộn này đón đại thôi, mấy cuộn bóc tem ra giờ cũng đón đại thôi. Cuộn này chắc còn khoảng 200m đổ lên.
anh em về mà vô cước mà vô tầm khoảng ít hơn á báo em nạp tiền điện thoại trả lại liền đó. Cuộn số 10 giá 200k nha anh em đó. Em đón tầm khoảng 300 m mà anh em về vô không được 300 m á anh em báo em nạp tiền điện thoại bù trừ cho anh em liền đó. Cuộn số 10 200k nha anh em. Rồi tiếp theo sẽ là cuộn số 11. Cuộn số 11 là dãy số 4 có đường kính là 0.33 mm, tải được 5 5 kg nha anh em. Đó, dãy số 4 tải được 5 kg lượng, 5 kg. Lưu hàng Japan nha anh em. 100% Japan luôn. Cuộn này thì vẫn được sử dụng rồi nha anh em. Đó. Cuộn này 500 m và đóng tầm khoảng 300 m thôi. Đó. Rồi, cuộn này có giá công khai là 150k. Đó. Tiếp theo sẽ là cuộn số 12 nha mọi người. Cuộn 11, cuộn số 12. Cuộn này thì em ghi số vô. Rồi, cuộn này có size số 5. Đường kính là 0.37 mm. Dây này 500 m nha anh em. Đó. Lực tải là 6 kg, 6 kg 8 nha anh em. Đó. Cuộn này thì em thấy nó bị bóc tem rồi. Chỉ độ chừng thôi, độ chừng rơi vào tầm khoảng 300 m thôi. Đó. Vậy khá đẹp nha anh em. Rồi, cuộn này có giá công khai là 150k nha anh em. Cuộn số 12. Rồi, tiếp theo sẽ là cuộn số 13 nha mọi người. Cuộn số 13 là một cuộn DG. Đó. Cuộn này thì 600 m. Cuộn này còn niêm phong nha mọi người. Đó. Cuộn này 600 m. Dây là dây số 5. Đường kính là 0.37 mm. Đó. Cuộn này thì có giá là 350k nha mọi người. Đó. Đủ 600 m cho anh em luôn. Đó, cuộn nào dám đảm bảo thì đảm bảo thôi. Cuộn này vẫn là một hàng của Seben nha anh em. Đó. Rồi, cuộn số 13 giá 6 giá 350k nha anh em. Khá đẹp nha. Cuộn số 14 nha mọi người. Cuộn số 14 là cuộn green. À, cuộn của hàng green. Hàng này vẫn là hàng của Japan nha anh em. Cuộn này có size là size số 4, đường kính là 0.33 mm. Đó, cuộn này 500 m. Nó vẫn còn niêm phong nha mọi người. Đó. Cuộn này khá là ok nha. À, lực tải là 12 là B, giờ tầm khoảng 5 kg 5. Đó. Rồi, giá công khai cuộn này nha anh em. Giá công khai là 300k nha. Cuộn số 14 300k. Mấy cuộn 500 m này nè, về đánh rất là lâu hao dây đó. Để anh em tấm thẻo hay làm gì á rất là lâu nha anh em, tại thiên thu. Tiếp theo sẽ là cuộn số 15. Cuộn số 15 có dây dây số 5, đường kính là 0.37 mm. Đó, cuộn này 500 m, nhưng mà cuộn này được xài rồi rồi. Đó. Xài rồi thì em chỉ dám đón nó là tầm khoảng 300 m thôi. Rồi, cuộn số 15 giá là 150k nha anh em. Tiếp theo sẽ là cuộn số 16. Cuộn số 16 là một cuộn dây này 1000 m. Dây dây số 3. Đó. Hàng này đảm bảo với anh em là 100% em lấy từ Nhật về. Đó. Cuộn 1000 m thì dây này gơ tầm khoảng 500 m, 600 m là bình thường. Cho sử dụng rồi luôn, nó còn độ dày rất là nhiều nha anh em. Đó. Vậy cuối luôn.
Rồi, cuộn số 16 giá là 250k. Cuộn này về cho anh em đi tấm thẻo câu nè. Đó. Tấm thẻo câu rồi vô máy câu tôm, câu giết. Ngon lành. Mua cuộn này các bạn ở nha anh em. Rồi. Giá công khai 250k, cuộn số 16. Tiếp theo sẽ là cuộn số 17. Cuộn số 17 là dây số 6 500m. Cuộn này hàng Olympic, thì hàng Olympic chăm chăm hàng nội địa Nhật rồi. Đó. Cuộn này thì chắc cũng còn 500m, còn rất là dày nha anh em. Đây, hai cuộn anh em so với nhau, đó. Rất là dày nha. Chắc còn 500m thôi chứ em không dám đảm bảo. Đó. Cuộn số 17 giá là 250k. Cuộn số 17 này xây dây dây số 6 nha anh em. Đó. Có thông số bao nhiêu thì em đọc cho anh em bao nhiêu thôi. Đó. Còn rất là mới nha. Rồi, tiếp theo sẽ cuộn số 18, cuộn cuối cùng. Một cuộn dây dây này, cuộn này 600m. Đó. Xây số 10, đường kính là 0.52mm, tải được 20kg nha anh em. Đó. Cuộn này là một cuộn có xe ben, giá là 150k. Cuộn này anh em về vô máy câu cha, rạc bá cháy bù chét thì câu bè là ngon luôn á. Tải 20kg. Rồi đó là tổng cộng 18 cuộn cước em lên cho anh em hôm nay. Nếu anh em ưng cuộn nào có thể chốt để số điện thoại giúp em nha. Em liên tự động liên hệ với anh em. Không thôi anh em có thể liên hệ thẳng vô số điện thoại của em để trên góc này của màn hình là 0793901084 nha anh em. Rồi, cảm ơn anh em.